Hơn nữa hiện tại thì mình thấy cái mùi hương này nó được tân bốc lên khá là nhiều. Nhìn chung thì cái mùi hương này nó cực kỳ mát mẻ và sảng khoái. Nó sảng khoái giống như là khi mà các bạn thưởng thức một ly mojito vậy. Hầu như tất cả các dịp nào bạn đều có thể sử dụng cái mùi hương nước hoa này cả. Hello, chào các bạn, mình là Ryan và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì gần đây mình thấy có khá là nhiều bạn nhắc về một chai nước hoa, đó chính là chai Sirchop Torino 21. Và hơn may mắn là mình đang có cái sample của Torino 21. Mình không nhớ tại sao mình có cái sample này nữa. Hình như là từ lúc mà mình mua cái Discovery Set này của Sirchop. Lúc mà mình có Úc á, thì mình muốn trải nghiệm những cái mùi hương của Sirchop. Tuy nhiên á, thì không phải ở cái store nào nó cũng có cái mùi hương của Sirchop. Cho nên là mình mua cái Discovery Set này. Ở trong cái set này thì Sirchop họ cũng sẽ có những cái mùi hương cam chanh nữa, như là mùi của Neo hay là mùi của Renaissance. Các bạn nào mà quan tâm thì hãy comment cho mình biết nha. Mình sẽ chia sẻ về những cái mùi hương nước hoa này trong những cái video tiếp theo của mình. Còn trong cái video này nó sẽ dành cho Torino 21. Mình sẽ chia sẻ về cái mùi hương nước hoa này nó sẽ như thế nào, độ lưu hương và độ tỏa hương nó có tốt hay không, mùi hương nó có thật sự xứng đáng để sở hữu ở thời điểm hiện tại hay không. Và như thường lệ mình cũng sẽ đưa ra cái số điểm đánh giá dựa trên quan điểm cá nhân của mình nữa để các bạn có thể tham khảo. Thật sự mình thấy thời điểm hiện tại có khá là nhiều người nhắc tới cái chai nước hoa này nha. Và nếu như các bạn xem cái video này hay và giúp ích được cho các bạn thì các bạn hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nữa nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Còn bây giờ thì mời các bạn xem video. Đầu tiên mình sẽ nói qua đôi chút về cái ngoại hình của cái chai Sirchop. Mình không có chai full của Torino 21 ở đây. Tuy nhiên á, mình sẽ cho các bạn xem ngoại hình thông qua cái chai Naysot của mình. Thật sự riêng bản thân mình á, thì mình đánh giá khá là cao ở cái ngoại hình và cái packaging của những chai nước hoa của nhà Sirchop. Một cái hộp được bọc bằng da, bọc bao phủ cả một cái chai nước hoa luôn. Và cái hộp này khá là nặng nữa. Riêng bản thân mình á, thì mình đánh giá khá là cao cái packaging của nhà Sirchop. Một cái hộp đựng nước hoa bằng da bao phủ cả một chai nước hoa luôn. So với là nhiều nhà nước hoa niche khác, ví dụ như là nhà Creed, chai Jordan & Murphy á, mình cũng đã từng chia sẻ ở một cái video trước đây rồi. Cái chai nước hoa nó khá là đắt nhưng mà nó vẫn được đặt ở trong một cái hộp giấy bình thường thôi. Còn ở nhà Sirchop này á, thì họ khá là chú ý tới cái ngoại hình cũng như là đóng gói của cho chai nước hoa. Và cái chai nước hoa này nó cũng khá là nặng nữa, chai 100ml thì nó cực kỳ nặng luôn. Về màu sắc á, thì cái chai Torino 21 á, nó sẽ khác là cái chai Naysot này. Ở cái màu của Torino 21 nó sẽ là một cái màu xanh đậm. Nhìn vào á, thì nó tạo cảm giác mát mẻ. Và đó là sơ lược qua đôi chút về cái ngoại hình của chai Sirchop. Và bây giờ mình sẽ đến với cái phần quan trọng nhất của video này, đó chính là phần mùi hương. Về phần mùi hương này á, thì khi mà mới xịt ra mình cảm nhận được cái cảm giác khá là lạnh, khá là mát đến từ bạc hà. Mùi hương cam chanh á, mình có ngửi được nhưng mà nó không có rõ nét cho lắm. Sau đó khi mà mình trải nghiệm á, thì mình thấy cái mùi hương á, nó vẫn giữ được cái nét xanh do nó có thêm cái hương rosemary và hương lá chanh verbena được thêm vào. Ở mùi hương này á, thì mình cảm nhận được bạc hà đó chính là cái nốt hương chủ đạo và nó cũng là cái nốt hương xuyên suốt của mùi hương nước hoa này luôn. Nhìn chung á, thì cái mùi hương này nó cực kỳ mát mẻ và sảng khoái. Nó sảng khoái giống như là khi mà các bạn thưởng thức một ly mojito vậy. Khi mà làm mojito á, thì bartender họ sẽ pha chung với là bạc hà và họ cũng để bạc hà trang trí ở trên nữa để khi mà các bạn bắt đầu uống và khi mà các bạn thưởng thức á, thì các bạn sẽ cảm nhận được cả mùi và vị của cái bạc hà luôn. Và nói về bạc hà thì mình thấy trong cái chai Torino 21 này á, cái mùi bạc hà nó khá là giống cái mùi bạc hà ở hai chai nước hoa. Đó chính là chai Versace Eros và chai You Are Someone Like You. Khi mà mới xịt ra, cái mùi hương bạc hà nó khá là đậm. Nó khá là giống cái mùi hương bạc hà mở đầu trong chai Versace Eros. Sau đó cái mùi hương bạc hà này nó được giảm xuống nhưng mà nó vẫn giữ được cái cảm giác xanh á. Thì mình lại thấy nó giống trong cái chai You Are Someone Like You. Và vì việc mình nói cái mùi bạc hà nó giống ở trong hai cái chai Versace Eros và chai You Are Someone Like You á, không có ý là mình chê cái chai nước hoa này. Bởi vì mình thấy cái mùi bạc hà trong cái chai Torino 21 này á, nó diễn tả khá là thật. Nó khá là giống cái mùi bạc hà thật khi mà các bạn ngửi ở ngoài đời sống. Và tóm lại để diễn tả cho cái mùi hương Torino 21 này á, thì đây là một cái mùi hương sạch sẽ, mát mẻ, dễ chịu và cực kỳ là sảng khoái luôn. Đó là những gì mình cảm nhận được ở cái mùi hương Torino 21 này. Đến phần đánh giá thì đúng là mình có khen cái mùi hương này, nó mát mẻ, nó dễ chịu và sảng khoái thật.
Tuy nhiên ở cái điểm mà nó có sang hay không, hay là nó có thật sự tạo sự thu hút với lại những người xung quanh hay không á, thì mình nghĩ cái mùi hương này nó chưa làm được điều đó. Thật sự trước khi mà mình làm cái video này á, thì mình có test sợ cái mùi hương này và cho các bạn bè mình ngửi thử nữa. Tuy nhiên thì mình thấy là bạn bè mình không có đánh giá cao cái mùi hương này cho lắm. Và thậm chí là mình còn phải hỏi bạn bè của mình và đưa cho họ ngửi trên da của mình nữa để họ cảm nhận. Thật sự mình thấy nó không có giống như là những cái chai như là Quicksilver Mountain Water hay là chai Thamin Fanfare á. Những cái chai nước hoa đó không cần mình nói gì hết, mình chỉ cần xịt thôi và bạn bè của mình đã cảm nhận được và họ muốn hỏi là mình đang xịt cái mùi hương nước hoa gì rồi. Thì đó là cảm nhận của bạn bè của mình. Còn riêng về bản thân mình á, thì mình cũng không cảm thấy cái mùi hương này nó thật sự ấn tượng. Mình không có ghét, mình cũng không có chê cái mùi hương này là mùi hương tệ. Nhưng mà nếu đánh giá thì mình thấy cái mùi hương này nó ở mức trung bình. Mùi hương nó đa dụng, nó dễ xài, nhất là ở Việt Nam nữa. Đặc biệt ở Việt Nam thời tiết nó khá là nóng. Các bạn mà đi ra ngoài đường vào những cái buổi trưa thì đảm bảo nó cực kỳ nóng luôn. Cho nên một cái mùi hương mà nó tạo cái sự mát mẻ và sảng khoái như vậy, nó sẽ hợp mũi với lại đại đa số người Việt. Bạn có thể sử dụng đi làm, đi tập thể thao, đi chơi, đi hẹn hò, hầu như tất cả các dịp nào bạn đều có thể sử dụng cái mùi hương nước hoa này cả. Hơn nữa, hiện tại thì mình thấy cái mùi hương này nó được tâng bốc lên khá là nhiều, hoặc là có khá là nhiều người nhắc nó ở thời điểm hiện tại. Cho nên có thể có nhiều bạn sẽ cảm thấy cái mùi hương này nó phải thật sự hay, nó phải thật sự đặc biệt. Mình cũng cảm thấy như vậy. Và có thể do mình kỳ vọng nó khá là nhiều, cho nên khi mà mình trải nghiệm á, mình không thật sự thấy nó giống như là mình mong đợi. Tất nhiên đây cũng chỉ là cái quan điểm chủ quan của mình thôi, mình không có ý chê đó với là những cái bạn mà khen cái mùi hương nước hoa này. Và thật sự mỗi một cái mùi hương nước hoa nó hay hay dở nó phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người thôi. Và mình cũng thường nhắc ở trong những cái video của mình lắm, mình chỉ muốn đưa ra quan điểm để các bạn có thêm những cái góc nhìn khi mà các bạn lựa chọn mua nước hoa. Mình vẫn khuyên các bạn á, là các bạn nên thử qua vài lần để chắc chắn là các bạn thật sự thích cái mùi hương nước hoa nào đó trước khi mà các bạn sở hữu. Và đó là đôi chút cảm nhận của mình về cái mùi hương Sauchop Torino 21. Đến với phần chấm điểm á, thì cái nét đặc biệt mình chấm nó ở mức là 3/5 điểm. Nhưng mà nói mình không có ghét cái mùi hương này. Cái mùi hương này là một cái mùi hương sảng khoái, mát mẻ và cái độ an toàn nó cũng khá là cao nữa. Còn về độ đa dụng á, thì mình sẽ chấm nó ở mức là 4/5 điểm. Cái mùi hương này hầu hết tất cả các dịp bạn đều có thể sử dụng được nó hết, chỉ trừ vào mùa lạnh hay là những lúc mà bạn cần một cái mùi hương mà nó tạo cái sự thu hút, tạo sự ấn tượng nhất định á, thì mình nghĩ cái mùi hương này nó không có làm được cái điều đó. Độ lưu hương á, thì mình thấy trên da mình nó lưu được khoảng từ 6 đến gần 7 tiếng. Độ lưu hương này cũng là độ lưu hương khá là tốt cho một cái mùi hương mát mẻ, cho nên mình sẽ chấm nó ở mức là 4/5 điểm. Độ tỏa hương á, thì mình thấy nó tỏa khoảng gần một cái tay, cho nên mình sẽ chấm nó ở mức là 3/5/5 điểm. Còn về giá tiền á, mình không có search được giá Mỹ, mình thấy trên website chính hãng á, thì giá cho chai 100ml á, là 295 euro, còn chai 50ml á, là 195 euro. Thì mình thấy ở cái mức giá này á, nó cũng khá là cao, cho nên mình sẽ chấm nó ở mức là 2/5 điểm. Thì tổng số điểm của chai nước hoa này á, là 3.3/5 điểm. Thì vừa sau mình vừa chia sẻ với các bạn cái chai Torino 21 của nhà Sauchop. Các bạn nghĩ sao về cái mùi hương nước hoa này? Các bạn có thích hay là không thích cái mùi hương nước hoa này? Thì hãy cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Và nếu như các bạn xem cái video này thấy hay và giúp ích được cho các bạn thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều lần cho mình nữa nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Cũng như là đón xem những video mình sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới.